Xin chào tất cả các bác. Đây, hôm nay nhà tôi có đại tiệc sinh nhật Bu. Đấy. Khách mời là hai bà, gọi là bạn gì nhỉ? Bạn Chí Cốt. Chí Cốt của bà nội Cú Tí, bà Hân và bà Thêu. Sinh nhật bà. Bà đây là quà sinh nhật, quà Noel Cú Tí. Cú Tí này ké tí Noel. Bà xin. Đây là chiếc bánh sinh nhật của bà nội Cú Tí. Em Chi. Hello đi. Mọi người thấy bánh sinh nhật này có đẹp không? Có điểm gì đặc biệt không? Tuyệt vời luôn, đẹp. Tí và Nghé chúc mừng sinh nhật bà nội. Đó. Đây. Chế cháo. Đây. Bố xong rồi, bên kia bà còn Hân sang bên này. Không, ông Cú Tí ngồi đây à? Cú Tí ngồi như đại biểu nhỉ? Đấy, hôm nay cả nhà tôi ăn lẩu các bác ạ. Có lẩu bò. Đĩa thịt bò to thế kia. Đây, một đĩa thịt bò rất to. Lẩu đây. Rồi lẩu, rau củ của các bác. Hôm nay cả nhà sẽ uống rượu vang. Đã rót sẵn ở đây rồi. Đấy. Quay lại cái bánh thì một chút nữa các bác. Đây, Tí và Nghé này là hơi bị đặc biệt, chế cháo đấy. Lúc nãy do bị sơ suất vận chuyển nên là nó bị mất, méo mất. Tôi đã chế lại, nhìn nó đẹp hơi hẳn. Đấy. Ở đây còn cái loại hoa nữa, không biết là đây là loại hoa gì, quay một chút giới thiệu luôn. Không biết là cái loại hoa gì. Đấy, bà này sinh nhật vào ngày Noel. Giống như thông hoa đẹp. Mẹ không hỏi cái loại hoa này tên là gì à? Nó khó đọc lắm. Tên Tây à? Tên Tây rồi. Đấy, một cái loại hoa này rất là đặc biệt các bạn ạ. Không biết là hoa gì luôn. Ai biết thì comment ở bên dưới cho bọn tôi biết đây là loại hoa gì nha. Không biết là hoa gì luôn. Thôi bây giờ vào ăn lẩu. À, phải review tí lẩu quá nhỉ. Xem mà lẩu hôm nay ông bà chuẩn bị thế nào. Bò này thì ngon rồi. Nhìn thèm quá bà. Đói nhỉ, lạnh lạnh này ăn lẩu chuẩn luôn. Bạn Tí ăn cái gì trước nhỉ? Khoai ngô này. Cả nhà đang nướng thịt bò. Tí nữa. Tí nữa happy birthday. Bạn ấy chỉ hóng mỗi cái màn happy birthday thôi. Xong còn màn cả bóc quà nữa cơ. Từ từ nóng con ạ, từ từ đã. Nóng. Đợi con thổi đi một lúc cơ mới được. Đấy. Lấy cho cái đũa chọc vào cầm. Nóng đấy. Cầm nhưng mà là sợi. Ê mẹ ơi, phát ly rượu đi. Mọi người nâng ly cái. Quay phim nào. Đây, nâng ly chúc mừng sinh nhật bà. Tí uống cái gì? Rượu. Đấy, tí kia cái đấy à. Ai của bà Theo. Mọi người làm một ly vang. Cho nó nhẹ nhàng. Hai bạn thôi nhá, nghỉ nhá. Bạn thì thôi. Uống nước lẩu. Ok nào. Uống nước lẩu. Ôi bà ơi, không cần đâu. Dê. Dê bát rồi còn khác. Riêng bỏ một tí dê nào. Ông cạnh đây. Chúc mừng sinh nhật bà. Rồi. Cảm ơn mọi người. Đây, cạch tí đấy. Cạch tí được rồi. Ok. Đó. Mời các bác một ly vang. Chúc mừng sinh nhật luôn luôn mạnh khỏe rồi. Mọi người. Chúc mừng em được nhờ. Chân chúng em còn lui tới đây. Mời các bác nhá. Bác Hân thì luôn luôn được bắt được nhiều ốc. Đúng rồi. Và kí cư. Kí cư. Ngon quá. Ngon quá. Đang chi đâu. Chúng ta và mơm ăn chít bò. Để thử một miếng thịt bò này xem nào nhé các bác. Đây. Bác bỏ đây này. Để bọn con tự xử. Đây, mời các bác một miếng thịt bò nhúng tái. Vừa chín tới. Mềm lắm. Siêu ngon. Mềm lắm. Vừa mềm. Nóng. Nóng từ từ con. Cái bò này nó có cái mỡ mỡ. Bà gỡ cho. Thơm rồi đó. Ăn cái bò này nó ngon hơn bò thịt. Bà gỡ hộ con nhá.
Ngon thật. Bít tết thì nó cũng làm với cái bò mà nó cũng có những cái thớ mỡ này đấy các bạn. Cái phần mà con bò nó có những cái thớ mỡ này thì nó mới thơm. Thịt vai đấy. Miếng cái bắp vai ấy. Còn rau nữa cơ. Thơm thật đấy, ngon. Tí nào. Ăn xong rồi em ơi. Tí nữa rồi hát. Ông Tí đang triển khai gì đấy ông Tí? Ngô à? Ngô. Đây là căn bếp của gia đình tôi, rất ấm cúng nha các bạn. Đây là căn nhà cũ ở bên dưới đây giờ là bếp. Đây của con đã để đây luôn hả? Đang ăn vàng ngon thật đấy. Nhấm nháp. Ăn đi bà. Biết rồi mời đi. Vâng. Nào. Thịt bò thì rất ngon rồi. Bây giờ sẽ thử một miếng nấm đi. Chấm. Con nấm nha. Đây con cứ cho ra ngoài đĩa. Đây, bố xin miếng à. Thử cây nấm nha các bác. Mời các bác cây nấm. Để bên kia. Đây, ngon quá. Rồi đây em sẽ đổ đây. Con dịch sang bên đấy một tí đi ạ. Ừ. Vậy bye bye. Hôm nay sinh nhật mẹ tôi đúng vào ngày Noel luôn. Ngày 24. À, đấy 25 đúng không mẹ? Đúng là mai. Đúng là ngày mai chứ bà. Hôm nay mọi người tổ chức ngày 25 luôn. Cho đúng vào Noel luôn. Cho nó ấm cúng. Ngày 24, làm trước một ngày. Đâu? Chính ra là đêm nay là đúng rồi còn gì nữa. Tổ chức ngày hôm nay là đúng đấy. Tí nữa là có người chúc mừng rồi đấy. Tí nữa thôi đấy. Là đến sinh nhật rồi nên mà chúc mừng là phải ăn trước các bạn. Ở trên Hà Nội đấy. Ở ngoài. Đúng rồi, năm ngoái thì Hà Nội. Chúc mừng là mình phải ăn trước. Rồi. Đón. Mà đúng rồi, đúng nhỉ? Tí chúc mừng sinh nhật bà Chiên nhỉ? Tí chúc mừng sinh nhật chưa? Chứ tí cũng còn chưa mẹ chưa. Tí nữa nha. Đây nữa nhỉ. Tí cắt bánh nhỉ, tí nữa cắt bánh. Happy birthday. Dạ, ôi cắt bánh happy birthday. Rồi, vợ chồng con chúc mừng sinh nhật bà. Cảm ơn con. Thiếu tí à? Yeah. Và tôi quên mất là có cả anh nữa. Xa quá thôi nha. Tao quên lọ. Thôi được rồi. Rồi. Nghe chưa? Đấy. Không thiếu một tầng nào luôn. Dê. Rồi dê. Hôm nay. Hôm nay có dê của ông. Tại sao ai tóc dài không rồi ấy đi. Thật vừa này này. Kia bà Hân kìa. Nó bảo chứ. Chưa dài lắm. Bà bảo ai tóc dài rối nó trong nó bảo chưa dài lắm. Thế chưa bán à? Chưa dài lắm. Bà chưa dài lắm. Rồi ok ăn đi con. Đây. Bà tí đang ăn ngô. Có rất nhiều là rau củ ngon các bạn. Hôm nay là lẩu bò chủ yếu nha các bác. Chỉ ăn bò và rau. Để đây mà để tí nữa mà để. Đây đây em. Một món thế này thưởng thức nó mới trọn vẹn các bạn. Thì nhiều thứ quá là kiểu mình cũng bị loạn hết lên đấy. Mình thôi ăn như này là ngon nhất mẹ ạ. Lẩu bò này là ngon nhất. Một cái thôi, tập trung vào một thứ thôi. Còn nhiều rau được. Con lấy gì nấm không? Lẩu bò rất ngon. Còn nó ra nước ngọt với nước rau. Bạn cô Tí lắm giấy thế. Của em đấy. Đấy, hôm nay ăn lẩu có cả bún nữa. Thấy thấy chị cô chị mất trước. Mâm lẩu rất là đơn giản thôi mà ngon. Thôi bây giờ tôi xin phép vào mâm đã nhá. Lát nữa quay tiếp. Yeah. Đây là màn thứ hai. Chào các bác, bây giờ vào tiết mục thứ hai là tiết mục cắt bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật nào, bắt đầu em ngồi em cắt bánh cho bà. Kìa sập sạch hết quần áo rồi bà. Từ từ đã. Chỉnh đốn lại đi chị. Ông già Noel cô Tí buồn cười thế. Buồn cười quá. Ông già Noel này. Ông già Noel có thổi thế không? Nè kìa. Ông già Noel. Già Noel nó đang mải nhìn. Ông già Noel happy birthday nhá ông già Noel nhá. Ông thăm cái gì đâu? Đây thầy em đưa chị rồi. Rồi. Đây là chiếc bánh sinh nhật. À có cái túi túi pháo kia đâu mày? Đây. Bây giờ chúng ta sẽ bà ơi. Bà bỏ con này ra cái. Này dao đây bà này. Đấy, bà tháo con này với. 50. Chỗ này không nhảy được rồi. Nhạc lên chứ không nhảy. 52 à? 52 à? 52 52
đúng không? Đúng rồi. Sao 8? Chuẩn chứ còn gì nữa. Đẹp luôn. Số 52 các bạn. Đấy, lên đẹp luôn. Đây là cái pháo sáng cắm vào giữa này. Ừ, xong được rồi. Rồi, ok. Ông ơi cho ông mượn bật lửa. Các bà ơi, các bà cầm mỗi người hai cái này. Đây là pháo sáng nhá, mỗi người hai cái nhá. Rồi, bố thắp đã nhá, rồi tí thổi nhá. Mỗi người hai cái. Thì đang đòi thổi nến các bạn. Người hai cái. Rồi. Ông đâu rồi? Vân vật thứ hai. Nhân vật thứ hai. Rồi. Được cho ông ngay. Thắp vào đây à? Đứng lên, quay cái này vào phía mẹ chứ. Thì đứng lên. Đấy, quay vào phòng thổi chứ. Đây, mọi người đang chuẩn bị chúc mừng sinh nhật. Bây giờ tôi sẽ thắp nến lên các bác nha. Đấy. Ok. Nến đã lên rồi. Tí, ngồi gọn vào đây. Cho cô Tí ngồi gọn vào thổi nến cùng bà nhá. Rồi, mẹ ơi, mẹ tắt ấn cái công tắc kia, tắt cái điện đã. Rồi. Tắt luôn, cho tối om đi. Ôi. Nào, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bà thổi đến đi. Mọi người hát đi. Happy birthday to you. Rồi, thổi đến rồi. Giờ đến lượt Tí thổi nào. Bà bật lên. Đấy. À đây còn cái này nữa à? Tối quá các bà con ơi. Sáng quá. Mọi người ơi thắp. Thắp lên thôi. Đấy các bạn. Đầy chú yêu. Thắp sáng. Một tí đây. Đầy chú yêu. Chúc mừng sinh nhật bà. Đây bông Tí. Happy birthday, happy birthday to you. Bà bật điện đi. Chúc mừng sinh nhật. Rồi, chúng ta lại cất đi. Lại cất đi. Hết rồi, cháy rồi. Ta đến bàn cắt bánh bà con ạ. À, cô Tí có thổi không? À, cho Tí thổi cái. Tí thổi nhá. Cứ bỏ gọn đây, cứ bỏ. Hai bà cháu thổi nến đây. Nào, con đứng con thổi nến nào. Nào, nào. Tí thổi nến nhá. Nào, con quay đây, quay Tí nào. Thổi mạnh vào, thổi con được. Đã. Tí thổi đi. Rồi. Oh, oh, oh. Ông già Noel cô Tí chúc mừng sinh nhật bà. Bây giờ Tí còn cắt bánh với bà nữa. Cắt cái bánh. Nào, bây giờ. Cắt bánh nào. Cắt nến ra nhỉ. Cắt bánh. Rút nến nhá. Rút nến vào, cắt bánh. Đây, bỏ đây đây. Nào, Tí đứng lên cắt bánh bà nào. Rồi. Đứng lên nào và chọc cái nồi. Nồi. Nồi cắt sao được? Ô kệ nó. Kệ Tí ngồi. Bà cắt. Nào, bà cắt bánh đi. Không có đây, không bị cái đấy đâu bà. Rồi. Bà cắt đi. Rồi, ok. Đấy, bà đang cắt sức bánh ra cho mọi người thưởng thức. Ở trên là chưa gỡ cái này ra. À, còn bên đấy nữa. Nó có một cái đế băng này. Đế băng đây. Không, cái đấy gắn vào đầu. Cái bóc bên kia đi. Nó dính cái nến này. À. Đồ. Này, của Chi. Có cái băng các bạn. À, của Tí. Đây. Tí đây của Tí đây. Tí lấy cho. Đấy, Tí miếng bé thôi. Ừ. Đưa kìa con. Đưa cái này. Bánh ạ. Rồi bạn. Đây của Tí đây. Tí đấy. Xin bà. Chị ơi, cái nhỏ nhỏ này nè. Nhỏ ăn không? À, đây mặc bà. Cô la. À, bà ơi, mời bà. Đấy. Chị cắt. Chị cắt. Chị cắt. Chị cắt. Chị cắt. Chị để đây đã, Tí rửa đã con ạ. Nào, Tí đứng lên, Tí cắt đi bà. Tí đứng lên. Tí đứng lên. Tí đứng lên mới cắt được. Có tay đứng lên. Đứng lên. Cái nhìn cho nó. Rồi, cắt bánh cái bà nào. Nào, cái con cầm đây. Nào, cầm cắt bánh cho bà. Nó bẩn.
gì đợi mọi người chứ con. Rồi. Ăn đi. Cứ triển khai đi. Ăn đi. Không dám đâu em cô tí không cắt à? Đây. Anh ở vào đây. Lấy không ăn bánh gì đâu. Con làm một miếng đi. Bẩn tay đúng không? Rồi. Con thử đi, thử một miếng đi. À, bố ăn này. Tí không ăn vì ngọt lắm. Tí không thích ăn ngọt. Mời bà. Mời các bà ra ăn bánh. Mời các bà. Các bà vào tiệc đi. Buffet. Buffet bánh. Mời các bà mừng bánh nha. Ngon lắm. Ăn cái bánh này chấm cái kem đây này bác Hân. Nhạc bốc thế nhở? Ừ, nhạc muốn bốc lắm. Happy birthday to you. Bánh ngon phết các bạn. Ngọt quá. Bên này mơ cho ăn đi. Thôi ăn đi thôi. Không ăn đâu. Cái bánh này nó như là ngọt đầy. Bánh này là ngon đấy. Thế này được mà. Kem ngon đấy. Kem ngon rồi đấy. Kem ngon nhưng mà đây này, chấm vào cái kem này này, lấy cái bánh ngon này, quẹt cái kem này này. Cái này là bánh ngon đấy. Kem rất ngon. Kem chua chua đúng không? Vâng, kem chua chua. Ăn cái bánh này không quẹt kem nó ngọt. Nhảy không? Ngon. Cái bánh trong nó không ngọt mà. Mùi nó có bánh mùi ấy nhiều. Cái này ngon này. Ngon nó không ăn ngọt lắm. Mùi vani. Một tí nó không ăn đâu. Cái này vừa ấy. Có khi cái bánh này nó mới làm nên nó ngon này. Không phải không? Cho ít cái vani. Cái này thơm. Bóc quả nó hay ăn nhá. Đúng đấy, em bóc quả vani lắm. Bóc quả đấy. Tí bóc quả một tí đây nào. Mình lấy ít bánh xốp này. Rồi, bà kệ tí bóc. Bóc đi, tao bóc. Tao bóc con nào. Rồi, biết là cái gì không? Nào, có hả? Bánh xốp. Nhưng mà nó cũng ở ngoài nó có. Bà Noel ngủ tí. Bỏ hết kem rồi. Ngoài bảo á, ngoài nó hỏng rồi. Rồi. Dao gắt đấy hả? Dao. Ơ, kệ, kệ tí bóc. Thì biết là gì không? Lấy dao mà cắt thẳng. Ông già Noel này lại được tặng quà. Tặng quà ông già Noel à? Tặng quà, tặng ông già Noel. Nhớ, đồn này này. Rồi, thì biết đây là cái gì không? Ô tô đồ chơi. Tự điều khiển. Ok. Mở thế nào bây giờ? Đây, mở hông này bạn này. Hông lên đây. Đây nó có cái keo dính, keo dính. À? Tô của cháu à? Hôm nay là Noel bố mẹ cho tặng. Ông già Noel này không tặng quà mà lại tặng quà lại ông già Noel thế mà. Tại vì ông già Noel cứ sát quá. Ôi bà ơi, đừng đừng bẻ vào thế. Bẻ bên kia đây. Đấy. Rồi. Hai bà cháu đang nhìn cái bóc. Được chưa? Ôi, cực kỳ. Con mẹ cầm cái dây sạc ra. Đây, có cái dây sạc các bạn. Pin ở trong ô tô này. Đây là điều khiển, ấn đấy. Rồi. Đi ơi, ô tô này. Nhìn chưa? Đấy. Được chưa? Đây giới thiệu các bác, món quà Noel của ông Cụ Tí là một con chiếc mô tô thể thao. Đây nhá, tí nhìn này, tí nhìn này. Đấy, bánh nhá. Yêu. Đấy. Đấy, ấy. Thôi, mời anh lên nhà chơi. Theo bên lên nhà lấy thì điện thoại chụp với chị Kiều Anh. Đây rồi. Nào tí. Con có đồ chơi rồi. Tí có chụp bà kiểu ảnh đã. Chụp bà kiểu ảnh nào. Nhập hết cái quản vào cái chậu để rửa cho con em. Đấy, con tí này. Có đồ chơi rồi đó. Tí ạ, à, Thoạ. Rửa hết cho em cái quả bóng này. Đấy, đồ chơi của con đấy. Nhìn nhìn của mình này. Bây giờ nhá, bây giờ con mà đặt xuống là phì đây, nó phì đấy. Phì nó chạy đấy. Phì nó chạy đấy. Đấy, đấy. Chạy đấy. Được không? Ai lấy hộ em đi không? Kiểm pin à? Vâng. Cái gì lấy cái này á? Con phải lên nhà, cầm lên nhà chơi. Ông ơi, nó có điều khiển ở trong giường không đấy? Yeah. Ông ạ. Lấy cái qua ở đầu giường của anh ấy, trong sát, trong... Đấy, nó chạy đấy. Ăn bánh ưu tí. Ô tô của ông tí điều khiển chạy ở mầm nữa ra, ông đang để bàn nó chạy này các bác này. Bánh quay ở mầm luôn. Ấn đi con. Đấy con ấn là nó chạy này. Chạy nhanh lắm. Ô tô này thì chạy thì bon lắm. Nào con đứng con điều khiển nào. Đứng đây. Đây bà cầm ô tô nó. Đèn chưa? Có cả đèn luôn này tí này. Thích không? Ông già Noel này
thấy trời. Được chưa? Không phải thế chơi ấn chạy tít mù luôn. Bạn này cầm cầm ô tô nó. Đây, đấy giờ ông chụp đi. Kìa bà cầm rơi giờ là vỡ Kìa luôn đấy. Nhìn đông nè. Tí ơi. Nhìn đông nè. Dạ. Tí ơi. Không phải ô tô rồi.